chi. Cô kêu giải động vật mà, đâu phải giải đóng phân đâu. Là gấu đó, phân mình nào. Gấu nó đâu phải vậy đâu. Để nó là gấu rồi. Mình vẫn thấy nó giống đóng phân hơn. Để nó là gấu mà cứ kêu phân hoài vậy. À, đâu, chi. Làm chi, đâu, nói chuyện gì vậy chi? Hả? Cô ơi, làm chi các bạn á cô. Mày dám hát hả? Ê, mày đứng đây làm cái gì vậy? Không có gì, mình chỉ làm chút chuyện thôi. Trời trời, nó tưởng nó bận lắm sao? À mà nè, cái chuyện hôm nay á, mày không có được mé với mẹ tao nghe chưa? Chuyện gì? Thì chuyện tao cắn tay Thảo với Trâm á. Mày nghe đây, mày mà mét thì tao không tha cho mày đâu, biết chưa? Mình hiểu rồi. Tâm Anh. Ừ. Đi con, mọi người đang chờ ở ngoài á. Dạ. Đây. Dạ. Dạ sao thưa cô? Con bé Lam Chi nhà tôi cắn tay bạn học ngồi kế bên hả? Dạ. Tôi thành thật xin lỗi cô nha. Mong cô thông cảm. Tôi hứa tôi sẽ dạy dỗ lại con bé, không để tình trạng này xảy ra nữa đâu. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn cô giáo. Dạ. Đói bụng quá, cho tôi là sườn đi, cho tôi là sườn. Còn với cái Lam Chi. Dạ. Đi qua đây, ngồi xuống đây cho mẹ. Đi qua đây. Con mẹ, tại sao hả? Tại sao con lại cắt tay bạn học kế bên hả? Là sao mày biết chuyện đó? Con không cần phải biết cái chuyện này. Bữa nay hả, mẹ nhất định là phải cho con một trận mới được. Đi ra. À, con đi. Đó làm mà, con đang mong nó mét mẹ hả? Đi mẹ, đi lên lòng. Con nói Dạ. Tâm Anh, mày chính là người gây ra tất cả mọi chuyện. Được, mày muốn khiêu chiến với tao chứ gì? Được thôi, tao sẽ chấp nhận sự khiêu chiến của mày. Chọn ngày tốt chi bằng hôm nay. Ngủ sẽ báo thù đục bạc hạt chị. Nè Tâm Anh, nè con nhỏ này, đồ đánh nghe Tâm Anh. Nè Tâm Anh, đồ đáng ghét này. Nè, cái đồ dơ bẩn nó đâu rồi? Hả? Tôi hỏi nó đâu rồi? Tâm Anh hả? Chứ không lẽ làm gì? Tâm Anh đi chơi rồi. Đi chơi? Thời thế bây giờ đúng là điên đảo loạn, tôn ti trật tự hết rồi. Ồ, em nói cái gì vậy? Hỏi anh chi, khi nào nó về? Sáng mai Tâm Anh về. Sáng mai nó mới về lận hả? Bộ nó tính đi bụi đời hay sao mà tới sáng mai nó mới về? Thời thế, thế, thời, thời phải thế. Mày hay lắm đó Tâm Anh. Hãy đợi đấy, ngủ sẽ báo thù nút bạc cả chị. Mình tên là Em Bình Đà. Ây. Con gái ơi, con xuống coi tivi với ba đi. Con muốn coi. Con sao vậy? Sao hôm nay nhìn con không có sức sống gì hết? Con có mà. Mà ba ơi, bây giờ có phải là 6 giờ không ba? Ừ, chỉ mới 6 giờ chiều thôi. Sao thời gian trôi qua lâu quá vậy? Ừ, hay là ba con chơi cưỡi ngựa ha? Hả? Chơi cưỡi ngựa hả ba? Ba làm ngựa cho con cưỡi. Con không muốn chơi. Sao vậy? Con thích chơi cưỡi ngựa lắm mà. Nhưng bây giờ con không muốn chơi. Sao một ngày lại dạy vậy chứ? Tâm Anh hả? Gì? Tâm Anh? Ngủ ngon nha.
chuyện gì vậy em? À không có gì. Giận nè, mày muốn nghe điện thoại làm ơn nói nhỏ nhỏ, nói lớn quá làm tao hối biết chưa? Trời ơi, nó hối cái gì vậy ta? Sáng mai mày về đây rồi chứ gì? Được, hãy đợi đấy, ngủ sẽ báo thù, nuốt bắt cả chị nha. Sao nó chưa về ta? Nè, có đồ hết vé hả? Là mẹ hả? Chị nhỏ này. Làm gì mà bữa nay con dậy sớm vậy? Ngủ không được. Nè, viết bản tự kiểm chưa đó? Giờ con đang viết. Đi lên lầu viết cho xong nghe chưa? Dạ. Nè. Hả? Cái gì vậy? À mà không có gì. À mà đây là cái chợ sao mày chỉ cứ ra vô hoài vậy? Sao anh cứ tới nhà em hoài vậy? Anh nghĩ anh là ai mà có thể kết hôn với em được chứ? Em chỉ kết hôn với Sơn Tùng thôi được đó mà. Chán ghê rồi. Có thể cho em biết chuyện gì xảy ra được không chị? Sáng nay về mà chưa về nữa. Làm gì mà chậm như rùa. Làm ăn giờ giấc kiểu này là chết người ta rồi. Ê, ê nhỏ mày kia. Nó đâu rồi ta? Không lẽ mình nhìn nhầm? Ba ơi, con mời ba ra ăn sáng. Anh ơi, Quyên ơi, xuống ăn nè. Chà, hấp dẫn quá. Tâm ý, bánh canh này là con tự nấu đó hả? Nó giỏi lắm á ba, tự tay nó nhào bột làm bánh canh luôn á. Bánh canh nào cũng giống nhau, làm chi mất công mua ngoài về cũng được mà. Ba này, người ta đã bỏ công ra làm cho ba ăn, ba còn nói như vậy nữa. Thôi mày không thích đi, khỏi ăn. Con ăn mà. Á, cái gì? Nè, sao giờ này mày mới về? Hả? Là cô hả? Sao vô ghê quá vậy? Nè, sao giờ này nó chưa về? Chị nói là hôm nay nó về mà. Nhỏ kia, mày nói chuyện với người lớn mà nói chuyện vậy hả? Có nói tới anh đâu, lo ăn đi rồi có mày thú á. Nè, hai cái đứa này bỏ. Làm chi? Cái con này bị anh nó la là phải rồi, hỗn láo quá à. Còn con nữa. Dạ. Chọi nó đi. Ba. Trời ơi ba, đi. Ba còn xúi tụi nó nữa. Nó hỗn nè. Tâm Anh nó còn đi chơi, chắc là chiều về đó em. Đi chơi chiều mới về. Không thèm ăn nữa. Làm gì? Cái con nhỏ này. Mẹ nhà bây giờ. Nè, đứng lại cho mẹ coi cái con nhỏ này. Thôi em. Bực mình quá à. Cô dâu mới tới. Dạ. Chào cô. Ủa sao cô dâu tới sớm vậy? Tại hôm nay hơi nhiều bài đó, tranh thủ ăn đi xong rồi lên học. Nè cô giáo. Dạ. Em ăn sáng chưa? Nếu mà chưa ăn á, ngồi xuống ăn bánh canh với nhà chị đi. Ôi, dạ thôi, em kỳ lắm. Có gì đâu. Cái gì? Trời, sẵn bữa rồi mời cô giáo ngồi ăn. Đây cái tô này là cháu nó chưa ăn đó. Mời cô. Ăn đi em. Cảm ơn ba. Cứ tự nhiên nha. Cô giáo không bao giờ biết từ chối đồ ăn mà. Cái thằng này là tao chọi đó. Mày cứ hổ với cô giáo rồi sao mày dạy dỗ em mày? Còn như làm chuyện khác nhau chứ. Mày còn cả treo nữa hả? Cái thằng này. À,
ăn đi cô. Dạ. Ủa tao có quay